Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh giới thiệu lại bộ nồi của riêng Việt Nam quay pha quay ớt 100 nha cô chú anh chị. Quay ớt 100, cái từ quay ớt là thấy thấy cũng mệt đó rồi đó. Quay nè. Quay ớt 100 dưới quay ớt 110, nó khác nhau nha các bạn. Hai cái thằng này nó khác hẳn với nhau nha. Nhớ nha các bạn. Thì cái bộ quay ớt 100 là xài chung nè, quay ớt 100 là xài chung với riêng Việt Nam nè, riêng Việt nè, nó Alpha nè, rồi Phu 1 nè, Phu 1 luôn nha, quay Thái 110, quay Thái 110 nó cái rồi quay A 100, quay A 100, quay RSX 100, nó có cái đời giống như quay siêu nhân vậy các bạn. Quay Thái 110 nè, quay Thái 110 gần trên 110 là xài được bộ này luôn nè. Nó nha các bạn. Cứ mua vô rồi. Rồi quay A 100 cũng xài được nữa nè. Nói chung là lồng nhôm là xài chung hết, 100cc là xài chung hết nè. Nó có một bộ duy nhất mà xài quá trời. Còn nó khác nha, nhất là hai đời này mua phải cẩn thận nha bạn, cẩn thận nha các bạn, đọc các bạn sai các bạn gán chịu nha, không ấy chụp hình xe gửi qua cho shop ai cũng không làm được cái thao tác đó thì tự mình chịu nha. Mình giao nhà mình cái nào cũng có hết, cái nhiệm vụ các bạn xác định không được thì các bạn là cái tội ở các bạn chứ không phải tội ở shop. Không ấy chụp hình gửi qua thì shop xác nhận sai shop chịu vậy đó, không ai chịu làm cái thao tác đó. Đó đây nè, cục bố dài rất là đẹp, nhưng mà bao bì thì thông cảm như bạn mua đồ máy mà nhiều anh đòi cái bao nó đẹp. Bây giờ cái bao các bạn thấy nó đẹp đi xuống tới các bạn nha, các bạn mình đang đóng hàng đi luôn, đi tới các bạn là nó nát bét nha, nghĩa là cái đi nó lắc vậy nè, rồi đi nó sụp xịt hoặc là vô người ta ném á, là cái vỏ hộp nó hết trơn, nó hư hết trơn, rồi bọc mũ nó cũng nhào nè. Nhà đóng gói tới mình là nó đã nhào, nó nhăm như thế này rồi nè. Tại trong đây ba cái này nó nặng lắm, nó trúng vô ba dải mũ rồi nó hư hết trơn à. Chủ yếu là các bạn xuống kiểm, mở ra kiểm mẻ bố hay không thôi, mẻ trả liền lúc đó vậy đó. Rồi đầu chuông nè, ba cục là dìa gáp được rồi, các bạn có 1,4 triệu rồi. Giờ các bạn vô mà các bạn mua đúng những bộ này trong chính hãng thì rất là cao rồi, giờ giá thành nó ok rồi các bạn, đồng tiền nó trượt giá thì đối với 1,4 triệu thì các bạn thấy giờ nó quá rẻ. Nè, đầu chuông lắc nè, lắc được nữa các bạn. Dìa gáp không có tham nha, gáp kéo đúng từ đây tới đây thôi nè, gáp người ta có chỉ gáp nha các bạn nè, gáp kéo đúng gì đây thôi, hai cái mặt vát nó trùng nhau là được nè. Đây nè, không có thay tha mà kéo hai ba răng là không có được nha các bạn. Mình thấy đẹp đẹp không thì vết đó bạn, mấy cái làm không làm giả nổi. Một nè, hai nè, đóng chìm nè, đóng chìm trên cuốn. Rồi cái vát nè, vát trên vát dưới, còn đối với hàng không có phải chính hãng của Honda Việt Nam chỉ có cái vát dưới thôi đó, các bạn để ý mình nói đây nè, vát trên vát dưới là chỗ này nè, mình lấy nét cái đây là cái vát dưới nè, rồi đây là cái vát trên nè, hai cái kéo trùng nhau nè đó, gáp qua từng 2 tháng sau nó sẽ có tiếng trả nội nghe cạch cạch, là đúng chính hãng là có tiếng đó nha mày. Nhiều bạn đòi mất tiếng đó là mất zin đó, xe zin là phải có tiếng đó chứ. Rồi nha mày, rồi combo nguyên đai nguyên kiện mình gấp vô thôi, combo nè, combo tem nè, tem chính hãng nha. Nhiều anh sơn sơn xác nói tem lô là coi lại cái kiến thức của mình yếu quá. Rồi không biết coi thì coi cái tầng răng có 3 dấu chấm, đây nè, kiểm tầng răng sẽ có cái tầng răng nó cái có 3 cái dấu chấm các bạn, mình không cần kiếm nhiều luôn, mình kiếm rồi mình bắn lên to cho các bạn xem. Đây nè các bạn, đây nè nha, đó các bạn thấy nè, 3 dấu chấm đó. Rồi bắn laser nè, tiếp tục ba cái này thì cái này là các bạn kiểm là chắc nhất nè, còn ba này thì bình thường. Nguyên đai nguyên kiện, lò xo màu hồng,
mua nguyên cục như thế này gáp cho nó lẹ các bạn. Cái nhiều bạn tiết tiền cái mua xong cái mà ngày mai điện shop mua thêm cục này cục kia nữa, tính ra còn mắc hơn cộng phí vận chuyển nó đội lên. Mình kêu các bạn mua một lần đi rồi gáp vô rồi khỏi suy nghĩ nữa, lo mình đi làm công việc khác các bạn.